Ồ, cô bé ơi, em bị làm sao vậy? Em cứ nói đi, mặc dù anh là một bác sĩ thực tập từ bên nước ngoài mới về, nhưng anh tin là anh có thể giúp được cho em. Anh hãy nhìn đi, hồ sơ bệnh án của em ở đây đây. Oh. Em sắp... Oh my god, thật là đáng tiếc. Em sắp chết à? Oh, anh buồn quá bởi vì em sắp chết rồi. Oh, buồn quá em ơi. Anh có biết á, anh có biết là cái bộ phim mà Trái Tim Mùa Thu không anh? Bộ phim của Hàn Quốc á. Oh, anh biết bộ phim đó. Anh ơi, anh biết không? Trong bộ phim đó, cô nhân vật chính nó cũng như em và em cũng như vậy. Em sắp chết rồi anh ơi. Anh có nhìn thấy gì không? Anh nhìn thấy gì không? Thấy một cái cây đầy lá màu xanh, có một chiếc lá vàng. Đúng rồi đó, chiếc lá đó như là em. Nếu lá rụng xuống. Oh, ý em nói là nếu mà chiếc lá này nó rụng xuống. À! Em ơi, chết lá nó lại trở về rồi nè em ơi. Trời ơi, em sống rồi. Ôi em ơi, chết lá rồi rồi. Chết lá trở về em ơi. Chết lá rồi rồi. Chết lá trở về. Cái gì vậy trời ơi trời. Ủa, anh chỉ thử xem em thế nào thôi. Em mệt quá anh ơi, bây giờ em sắp chết đến nơi rồi, anh làm ơn cứu tâm hồn em chưa? Em buồn lắm, em không thể nào sống nổi nếu như em không hoàn thành một tâm nguyện trước khi chết. Tâm nguyện của em là gì vậy? Anh có thể giúp được cho em không? Dạ, tâm nguyện của em là được ôm một ai đó từ phía sau. Oh, nếu như vậy thì em có thể ôm anh. Ôm từ phía sau đúng không? Chuẩn bị tâm lý nè, diễn sau nè. À ba, anh trên em bắt chặt cho anh ba. Anh cảm thấy sợ hãi khi em đang ôm anh. Tôi sợ dạ. Bởi vì em ghê lắm. Anh chưa từng thấy một cô gái nào ôm anh mà anh không cảm nhận được phía trước hay phía sau. À, cái gì kỳ vậy, đồi núi em chập trùng vậy mà anh nói vậy là sao? Em ơi, bây giờ mình ngồi xuống đây đi. Anh ơi. Lúc yêu em cũng là khi người đi ra xa. Tôi không tin trái tim em như giá lạnh. Tình yêu tôi trao bằng muôn lời ca mà em như chẳng nghe nên tình tôi. Ôi trời ơi, cái con này thiệt luôn, không thể nào diễn cho nó một cái tâm lý đàng hoàng luôn đấy. Không cứ mỗi lần mình vào tâm lý một cái là nó đi ra ngoài. Để làm sao mà thực hiện tâm nguyện cho có cô? Có tâm lý em thiệt là mũi cắn em ngứa quá, em đập rãi rồi. Thế bây giờ là cô muốn là như thế nào? Em muốn mình hẹn hò với nhau đi. Ok, thì đứng lên mình bắt đầu hẹn hò. Thiệt hả anh? Ok. Hẹn hò cái gì mà hẹn hò, đi vô chích. Nhanh lên. Trời, cái gì tự nhiên ta đang hẹn hò vô chích 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 gì đây à trời. Tới giờ chết rồi, qua giờ chết là bệnh nặng hơn đó. Em sắp hẹn hò với ảnh lâu lắm, em mới cua được ảnh. Chị ơi, chị cho em hẹn hò với ảnh xong đi rồi em vô em chích nha chị nha. Ê chị, bây giờ em hẹn hò rồi, chị làm tóc cho em đi. Đó, đúng rồi, hả? Đúng rồi em ơi, mười người mình là cái lương tâm của cái người làm y của mình á, là khi mà người ta sắp mất, sắp đi rồi đó, là mình phải làm thực hiện đúng cái tâm nguyện của người ta. Là bây giờ em hãy cố gắng làm cho cô bé một cái kiểu tóc thật đẹp dạ, đi. Nhưng mà kiểu tóc mùa thu mới được nha chị. Đúng rồi, tóc mùa thu gì? Dạ. Đúng rồi, để tôi giúp. Dạ. Cô bé, anh có một bó bông muốn tặng cho em. Em nhận lấy cho anh vui. Oh my god, sao lại bông trắng? Bông hồng của em đâu? Oh, sao tặng anh no, em vậy? Không hiểu rồi. Okay. Anh tặng cho em bông màu trắng là bởi vì ngày mai khi mà em ra đi. Ngày tình yêu tìm đến chúng ta, anh nào đâu có hai. Ngày mình xa nhau đã đến như trong giấc mộng. Rồi mai đây nếu trên đường đời thấy nhau. Thôi đi, dẫu là bông hồng bông trắng gì thì có anh bên em đã hạnh phúc lắm rồi. Anh làm gì mà anh đáng lông nghe hoài vậy anh? Có anh bị gì vậy? Chúng mình hả? Đi vô, chết. Đứng đây hoài vậy. Dạ, gì chết gì chị? Ủa,
Chiếc đánh lẽ là thời kỳ cuối theo tôi nghĩ là mình phải hóa trị chứ em. Ủa, nếu mà không hết nữa thì có thể mình có liệu pháp khác chứ sao lại phải chiếc vào lúc này. Hóa trị gì trời. Thì mai cô ấy chết đúng không? Trời ơi, bà bị cảm. Đây nè. Đây, hồ sơ bệnh án. Bị cảm. Oh my god. Oh, thì ra nãy giờ là cô lợi dụng tôi. Không. Cô đã dựa vào cái lòng ngực này. Cô đã ôm vào cái bờ lưng này. Oh my god. This is the first time in my life. Đây là lần đầu tiên trong cuộc đời tôi bị lợi dụng bởi một người phụ nữ. Anh ơi, nhưng mà em yêu anh mà. Cô không được tới gần tôi. Anh ơi. Em bị cái gì vậy? Dạ em nghe được tiếng tim anh đập. Trời, tim anh đập mạnh ghê vậy. Chết đi con điên.